nay xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tân vô nhà của Vô Khỉ, bữa nay Vô Khỉ cho xem cái này, thấy cũng độc lạ quá các bạn ơi. Cái này mình chia sẻ cho các bạn xem, cái này độc lạ, thật sự là độc lạ đó, giờ mình mới thấy luôn các bạn. Gần 40 nồi bánh chưng mới thấy. Các bạn xem nha. Ủa rồi bữa nay cái bình này có gì đâu lạ trời, bình cổ hay vậy? Là thấy cái quan là thấy hiểu ha. Ủa cái bình có cái quan đó hả? Ừ, nè. Vậy độc lạ chưa? Chữ nó cổ rồi. Ủa không phải là nói cái bình hả? Chà này vô này căng nha, để coi cá sấu hay gì. Ấy con lươn này có gì đâu độc lạ, trời nó ăn con lươn này, ăn lươn nhỏ luôn kìa, hổm ngỏ con lươn nhỏ vô vậy là độc lạ chưa? Đâu ăn con lươn nhỏ luôn, trời nó con độc lạ ra nè. Trời có chuyện rồi các bạn ơi. Ủa con nói gì vậy? Con nói gì vậy? Con gì đó mà ăn lươn. Rồi con lươn này bị lông ban các bạn ơi. Đó, giờ mới thấy lươn bị lông ban này các bạn. Lươn này họa sĩ vẽ mà trời ơi, trời ngủ. Đó giờ mới thấy vụ con lươn này ngộ vậy. Vừa ngủ con ra không quẹt tùm lum chứ. Lươn vàng, lươn hồng, lươn bông vàng thấy rồi mà đó giờ mới thấy con lươn ngộ này. Trời ơi, lươn này chắc tới chắc không dám chụp luôn. Không dài cho ăn không đều là ốm. Lươn nhìn mình rắn ha. Ốm rồi. Ôi trời. Đây, che đầu lên sao biết lương. Sao dám chụp. Rồi. Rồi trời đọc lại miền cái đây các bạn ơi. Con lương cái gì? Gắn. Đó giờ mới thấy con vụ lương này trời. Bỏ mấy anh bình thường vậy vô đi. Rồi. Ừ bỏ mấy thằng bình thường vô đi. Đó giờ mới thấy con lương độc lạ này các bạn. Mấy thằng bình thường này như dạng nuôi cho con đó nó vui vậy. Ừ. Cho biết nó lạ hả? Nhìn vô là đó giờ cả nhà mình thấy con lươn kỳ cục gì không các bạn? Độc lạ súc chăng luôn rồi các bạn ơi. Không vậy không cho ăn ốm này, thiếu sâu. Đó giờ có thấy con này giống gì không? Cấp hổm cho ăn sâu chưa? Có đầu tiên. Đó giờ tôi cũng mới thấy. Hai lỗ tai luôn nè ông Tân. Lỗ tai luôn hả? Nè hai lỗ tai bên này đó. Nó phì ra nè. Ngộ gì? Hai lỗ tai nhỏ xíu nè. Hai lỗ tai chuột ở bên. Nó lỗ tai đúng rồi đó. Nó đổi hai lỗ tai chuột. Không phải là hai cái mí hai mép ở trên. Ừ. Đó, đúng rồi, thấy có lỗ tai luôn các bạn ơi, lươn này có lỗ tai nha các bạn. Ngộ trời, biết nói chuyện không? cái này thiệt nha chứ không phải đồ giả nha các bạn ơi. Nó hổm quay cây dừa thì nói mà cây dừa giả. Dừa giống keo sắt. Nè lươn thiệt chứ không phải con lươn bằng mũ bằng công nghệ AI đâu nghe cả nhà. Có sâu á, có sâu cho ăn nó mập lắm. Giờ bỏ dễ vô quốc không ta? Không, dễ gì cũng nói dễ vậy. Trời đó giờ mới thấy cái cảnh này luôn nè các bạn ơi. Người ta lại cứ nhìn thôi, tính đâu thôi. Bình thường gặp con này sao dám bắt. Mình tưởng là mình tưởng đâu là động vật ngoại lai không ha. Nó kỳ cục thì chứ. Nước bớt nhiều nước quá cũng dở. Cận cảnh cho các bạn con lươn cực đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn nói chung là mình bình thường người ta đã nuôi rồi mình mới biết chứ còn nếu mà ở ngoài chắc kêu chụp chứ không dám chụp bắt đâu. Là trước ốc kiểm cho một con vàng hực luôn. Vàng thì em nói tại lương có kiểm gần 300g luôn. Vàng thì mình gặp hoài mà có này đâu thấy đâu. Nó nuôi cho mấy chan rồi cái đi bắt nhái cho gắn rồi ăn cái nhà vô khỉ toàn độc lạ không trời. Cũng nó biết nói chuyện. Sao biết nói chuyện. Tới nói chuyện luôn các bạn ơi. Có ai đã từng thấy con lươn giống vậy mình comment với nha. Chứ nhưng mà tôi thấy chắc cũng hơi hiếm người thấy á. Này độc lạ thật sự luôn nha quý vị. Nó lạnh như nó ăn không lại hai con này nè, hai con này ú nu rồi nó ốm. Nuôi riêng đi, đừng nuôi chung. Hai kia bữa nay mình nãy luôn đi. Xào xào. Xào nhìn nãy mình mới cho ăn rồi, xào ấy không cho ăn. Má trời. Hai lỗ tai thì lên đãi à vậy nè. Rồi anh em là cho mức giá này mình ra đi luôn các bạn ơi. 50 triệu giá khởi điểm. Cái này lỗ tai hay là bị ốm lỗ tai? Lỗ tai đó. Rồi anh em là cho mức giá đi chủ nhà giao lưu luôn nha cả nhà ơi. Con lươn này hiện tại là cũng bằng tay cái thôi nghe, không có bự nghe cả nhà. Anh hai ông đặt giới nha, đặt chấm dính ông đính dục bỏ. Không điện hỏi mày nuôi này, cái này nuôi kiển đẹp lắm rồi. Lươn lạ lạ rồi nuôi không? Nuôi vô cái đẹp hồ á, độc luôn á, độc quyền luôn đó. Kiếm hồ kính á. Rồi năm rồi á, ông dưới đây ông đặt dính hai con lươn vàng. Lươn này ngâm rượu rồi chừng ngon rồi ta. Lươn vàng giờ nhóc chứ rồi. Có cái này là mới độc lạ nữa các bạn. Trời đó giờ mới thấy luôn nha.
nãy dở rồi tôi còn giật mình nữa, nó nói gì vậy trời. Đã để nuôi kiếm cái bữa nào bỏ riêng nó ra, bữa nào bỏ riêng đi mua cái hồ kiến á, nuôi đẹp lắm á, đã ghê trời. Cắt cái hồ kiến nhỏ nhỏ này đẹp như là trong tranh như vậy nè, lần đầu tiên mới thấy luôn nha các bạn ơi, mình mới thấy lần đầu luôn. Con gì vậy, con sâu gì nè, ngộ vậy, bỏ vô cháu bước luôn đi đó. Con sâu ở trong mà cái dế á, bỏ vô giùm nó quất luôn á. Không chơi gì, yêu cầu nó ăn theo tiếng hao cử động, cử động mà yêu cầu bởi vì nhúc nhích lại bữa lần ờ bởi vì bỏ dế vô những mười này là mình nuôi riêng đi, đừng nuôi chung mấy con kia, hai nãy ăn quá con này ốm quá rồi. Bắt thấy chưa, thấy đáng lường chưa, bắt cái chừng chưa thấy rồi nha, chưa hả, biểu thấy chưa, kiên biểu ra, kiên biểu ra đập lạ miền Tây nè, quá trời ơi giống rắn à. Ừ này dắt tối là bình thường, nếu mà ai chưa thấy lần đầu mà gặp nó dám bắt tôi chịu, tôi cũng chịu. Hồi lúc ông mới đưa vô mập lắm, bự bằng cái gì đó mập lụ rồi, ốm thì không mà... là cho ăn không đủ màu vậy. Đã, có sâu quá, có sâu cho ăn với không là ông đầu trùng. Cái này không có sâu hả? Hết sâu. Không, chưa lấy sâu về thôi ăn. Đẹp thiệt. Đây coi đập lại miền Tây nè béo. Béo chưa thấy luôn hả béo? Chưa. Thấy chưa? Chưa. Trời, trời ơi nuôi ở nhà không thấy luôn trời. Nó mấy năm rồi. Trời dấu kỹ quá trời. Nuôi này đâu 3 năm gì vậy? Nuôi đập lạ thiệt. 2 năm mới 3 năm rồi, nửa tỷ anh em à. Nửa tỷ. Trời, bánh này mua trong chùa đóng nè hả? Bánh gì thấy ngộ ha. Bánh ngũ cốc. Thấy dòng khấu ha. Đúng rồi, bánh ngũ cốc. Trời trời ba. Ba cho con ngồi ngồi con luôn độc lạ nè các bạn. Cái lần, tay luôn là lần đầu mới thấy luôn các bạn. Được. Này thấy không? Hai bên thấy không? Dạ. Bữa ngọc lỗ tai dài ha. Một cái gà bộ gầu thịt củ tỏi nó chết luôn. Nó gì đâu đen thui gì? Cái đầu đen thui à. Màu đen mà đen xanh á, đen mất, ngọc á. Mất rồi. Rồi có khi nào con này nó hên không ta, nuôi con này hên không ta? Cái này hàng này đúng hàng hiếm luôn nha. Tính ra nuôi trong đây nó sung sướng hơn ngoài tự nhiên, tại vì ở ngoài tự nhiên nhiều khi bị xẹt chích chích bạ chứ. Người có ngàn tỷ thì thiếu cha gì mà người đâu phải người nào cũng có một lương này, người cầm ngàn tỷ chưa chắc có một lương này à. Dễ thôi. Nhìn thấy nó có cái mệt máu luôn kìa. Ừ, thấy chỉ máu luôn. Mấy chỗ trắng là thấy chỉ máu rồi. Nó dốc, ê, nhìn nó đường 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 thịt cái ngà voi à. Đẹp quá các bạn. Chấm chấm chấm. Ê, bậy mày. Nguyên mày. Nó lành quá ha. Biết nói chuyện không? Biết nói chuyện không? Ăn dữ lắm. Nó biết nói chuyện không? Ê, xin chào. Cho chú ba được. Chạy luôn, bỏ chạy nhảy luôn, đi nuôi thả luôn. Lúc mới bán về là cái đợt cái mình nó tương xứng với cái đầu giờ cái mình nhỏ. Quá trời đẹp luôn. Chắc bỏ riêng giờ này. Hai con này là hàng đúng hàng chuẩn hiếm luôn. Hai con này thì mập lù rồi. Bây giờ mình bầm sashimi con đó đi cho con lương này ăn lại. Hai này mập lù rồi, con đã ốm à. Cái này không đã với xong hay gì dính vậy? Đặt chúm ở trên ruộng á. Dính đã trời. Hồi đó giờ mới thấy. Chú cũng thấy chưa? Rồi. Nhà cho thấy hết rồi, có ai nữa chưa thấy. Thấy. Trời. Yeah. Cái này là trị giá bằng một chiếc xe hơi đó con. Hồi năm ông đặt dớn sau hè này dính lương bạch. Hả? Dính lương bạch cho ông vợ dớn thấy ông dục bỏ ông là thấy ghê quá dục. Mà lương bạch thì nó đâu cũng đâu hiếm bằng này, lương bạch lương vàng về nhóc rồi. Từ đó ra ông đặt giới như vậy dặn có cái dính lại cho ông hay nha, đặng lấy về nuôi kiển chơi mà không sao mà không dính lại. Này phối màu vàng luôn ra màu gì ta? Màu tím sen đi. Bày dạ. Lương trước á, bày lương trước mập lù rồi nuôi không. Cho ăn thường xuyên nó mập lù. Có con vàng sấm khối. Sấm khối luôn. Cái khúc này thì bạch nè, cái này hắc bạch vô thường. Cái này bông. Ủa cái lưng nó dính vậy, dính con dế à. Vậy đâu? Chỗ đen đó, đó, đó. Tưởng nó có dãy luôn chứ không nội. Có dãy luôn là bệnh luôn á. Nội thấy chỉ máu luôn á. Máy đâu thấy chỉ máu được. Đẹp quá ha. Rồi. Quéo, quéo á. Báo nữa. Báo nữa. Đã thật các bạn ơi, hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Anh em nào...
có muốn mua thì liên hệ Vô Khỉ các bạn ơi. Cái này có muốn bán không? Nhờ người ta mua. Bán gì nuôi chi trời. Giờ ta mua mà người ta bán, người ta mua cỡ 20 triệu bán không? Giá cao chứ gì. Nó trả giá lại. Chung cái này muốn cỡ bao nhiêu tiền bán là vừa. Trời. Để đây coi chơi không? Để coi chơi. Dụ như ta bán, ta mua cỡ 15 triệu rồi mua chiếc xe cho hai nhỏ đi học được rồi. Được không? Rồi chở cái này học độc lạ đó chứ giá trị nói chung là vô giá chứ gì nữa. Kiếm ở Việt Nam. Làm gì mà kiếm có con lươn nữa này. Nè dòng cái đuôi nó như có cái lá như con cá chê vậy. Ê, không phải cái lá như cá chê. Nó cái nếu mà cái đuôi đó là giống như con lịch. Con lịch là mới có cái máy và máy chèo đó. Nè cái lá con lịch thì cái đuôi nó không có bự đó. Nó không nhọn, lịch đuôi tròn. Nó có lá đó bởi vì cái đuôi lịch nó nhầm người ta phải ăn nó béo nó mập như cái chê đó. Nè con này đuôi có lá nè. Có lá có lỗ tai luôn các bạn ơi, mắt là mắt cho đó đó, có 2 ký chứa hậu ngoài bên luôn nè. Xe hơi. Rồi, ra đi 15 củ. Cái này cầm công tên ơi. Thôi thả vô đi hồi nó 15 củ là lụm ha. Dạ. Mẹt bò sữa. Vậy chứ nó độc đáo các bạn ơi, độc lạ. Vô. Nó thì nói chung không có bự nhưng mà nuôi cái giá trị nói chung là độc lạ lại nhà mà nói trời 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 con lươn độc lạ hay cái này. Trời, nó vô cái nước này nó mới đẹp nè, trắng tươi rồi ha. Con lươn này mà nuôi trong cái nước trong á là nó trắng lên nữa đó. Cực đẹp luôn ha. Vừa qua cả nhà mình xem cái con lươn độc lạ ở miền Tây, nhà Vô Khỉ. Qua cái kết đó, 15 củ. Dù là anh em nào được cái mức giá rồi đó dừng chỗ nhà bán luôn nha các bạn. Vui là chính nha cả nhà. Chúc cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Ở đây đồng quê dân dã ha, có gì nhà thông cảm nha. Có gì hay vui thì mình sẽ quay cho cả nhà mình xem. Cái này thì nói chung là hiếm lắm mới gặp. Con chim biết nói chuyện nè. Rồi. Ơi, con chim này ra đi 10 củ, biết nói chuyện rồi. Nói chuyện ơi. Cái gì? Chim này nói chuyện nha các bạn, Sáu nè. Nói chuyện ơi. Này, sao? 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 Anh dây. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Thì có cô nó không muốn nói chuyện kìa. Nó chưa quất được. Nè hả? Con cưỡng, con hẹn cưỡng hả? Sao nghệ. À, con cưỡng nó chuyện mới dữ. Ở đây toàn là đồ độc lạ. Đâu có ngày đâu quá, đâu quá tối. Thôi dữ luôn rồi. Nó tưởng trong mồi gì á. Ê đi. Ê. Ê. Ê làm gì? Làm gì? Cu cu nó sần cái đầu là muốn nói chuyện đó. Ơi nó ấy theo kìa. Hút chó nó hút gió theo đó. Ừ. Hả? Nãy giờ tôi tưởng nó ở đây hút gió mà nó hút gió theo. Con cưỡng nó nhái đủ trời ơi, điện thoại reo dùm lum đi. Tập nó làm mấy cái tiếng kia là mốt đi tốt luôn rồi, gắt quá đem con Sáu đi tốt. Quắc 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 quắc.